Triển khai thực hiện nghị quyết 119 của Quốc hội, đến nay sau 2 năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Trong đó nổi bật là tính chủ động của chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu được nâng cao, đặc biệt với việc phân cấp ủy quyền, giúp bớt khâu trung gian, giảm thủ tục, giải quyết tốt hơn công việc cho người dân và doanh nghiệp. Ủy quyền cho cán bộ tư pháp được phép chứng thực sao y, đó là một trong những điểm mới trong thực hiện thủ tục hành chính khi triển khai mô hình chính quyền đô thị. Việc ủy quyền không chỉ giúp lãnh đạo phường tập trung công việc mà còn nâng cao trách nhiệm cho công chức tư pháp của tỉnh. Ví dụ như tôi là doanh nghiệp nè, đó, có nghĩa là tự quyết thì nó sẽ nhanh hơn cái là qua nhiều cấp ngành. Khi mà mình vừa tiếp nhận đầu vào và đầu ra luôn thì trực tiếp rõ cho dân luôn thì người dân rất là đồng tình và ủng hộ, vừa nhanh chán nữa, rõ ký và rõ tại chỗ luôn. Cùng với việc ủy quyền, thành phố cũng đã đẩy mạnh phân cấp để giải quyết nhanh nhất các vấn đề từ cơ sở. Phân cấp quản lý đô thị, trong đó giao cho phường cấp phép vỉa hè là một trong năm lĩnh vực trọng tâm được thành phố đẩy mạnh phân cấp. Việc giao cho chính quyền cơ sở giúp tạo sự chủ động linh hoạt hơn với địa phương. Thì rất là thuận lợi cái là thẩm quyền của quận được tăng lên và do từ đó là kịp thời xử lý những cái nhu cầu bức xúc của người dân trong quá trình mà quy hoạch treo, quy hoạch kéo dài, cũng như là các cái sự cố về thoát nước, cây xanh trên địa bàn quận. Phường với cơ sở kinh doanh nó có sự so sánh gần, cho nên trong quá trình mà cấp giấy phép hoặc là quá trình xin phép vỉa hè, nó rất là thuận lợi cho nhân viên. Khi triển khai chính quyền đô thị, Đà Nẵng cũng đồng thời lập ngay đề án về phân cấp ủy quyền. Một số tồn tại trước đây như bộ máy hành chính cồng kềnh, nhiều thủ tục chồng chéo, người đứng đầu thiếu quyền hành, khó ra quyết định trực tiếp, khiến nhiều thủ tục hành chính bị chậm, gây khó cho người dân doanh nghiệp. Giờ đây đã và đang được giải quyết tích cực thông qua hàng loạt các giải pháp. Thống kê cho thấy, 233 ngày là tổng thời gian được rút ngắn khi giải quyết các công việc cho người dân doanh nghiệp. Cái phân cấp ủy quyền là nó giảm đi một đầu mối. Mà giảm đi đầu mối thì nó bớt đi một cửa. Trong thay vì chúng ta 4 cửa, bây giờ chúng ta còn 3 cửa thôi, 2 cửa thôi. Thì công việc rất nhanh. Và đây là xu thế, tôi nghĩ là xu thế. Cho nên cái phân cấp ủy quyền giảm đầu mối sẽ giải quyết công việc của người dân sẽ nhanh hơn. Mục tiêu là phục vụ cho người dân, chứ không phải là cái mục tiêu là quyền anh quyền tôi hay là đùn đẩy trách nhiệm, không phải, mà phát huy cái hiệu quả của cái điều hành quản lý nhà nước. Bộ máy được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tính chủ động của chính quyền và trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy, phân cấp ủy quyền giúp giảm quá tải, hệ thống vận hành thông suốt đến cơ sở, thời gian giải quyết công việc được rút ngắn đáng kể. Những ưu điểm này sẽ tiếp tục được Đà Nẵng phát huy để ngày càng phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.